Rồi xong, ok. Xong. Một dàn xe. Các bạn lưu ý là xe đầu kéo á, mình đừng tăng bố cái đầu. Từ tăng bố cái đầu á, đôi khi mình thắng gấp á, nó không an toàn. Mình tăng bố dàn bánh cầu với dàn mọt thôi. Còn bánh lái mình đừng có tăng. Nếu mà các bạn ấy thì các bạn cúp bánh lái này luôn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách lên bố mà không cần phải đổi ha, mà rất là đều luôn ha anh em. Thì cái bố này mình chạy cỡ 3-4 chuyến là mình sẽ lên bố ha, lên bố bằng cái đây ha, để mình quay cận cảnh cho bạn xem nè. Đó, bạn thấy cái con ốc này không? Đây là con ốc nè, ngay chỗ cái giò đá nè. Này giò đá nè. Con ốc này nè, nó có cái vòng ở ngoài để khóa lại cho nó khỏi bị tuột á. Thì mình sẽ dùng chìa khóa đóng nó vô mà mình không cần phải đội lên ha. Đóng vô. Đó. Đóng vô mình mới dặn hết về bên phải nè. Dặn hết về bên phải, đúng không? Đó, rồi mình gõ vô trong này ha. Gõ vô trong cái này nè. Rồi khi mình dặn nó không có đều á, cho nên mình phải gõ vô. Đó, bạn thấy con ốc này nó lòi ra nè. Thấy chưa? Trong này nó có những cái muối để nó giữ con ốc lại. Thì bây giờ mình dặn vô hết, dặn vô cứng luôn ha, mình siết chặt luôn thì mình sẽ xả ra nửa vòng. Đúng không? Xả ra nửa vòng. Đó. Đó, mình xả ra nửa vòng. Nếu các bạn ấy thì mình xả ra một phần tư. Đó. Đó. Rồi, ok. Rồi mình sẽ nhích mình chỉnh cho cái con này nó văng qua. Rồi, ok. Cái các bạn. Rồi, tiếp cái thứ hai. Cái thứ hai ha. Mình rồi các bạn nào mà chưa biết lên bố đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lên bố nè. Đó, cái này nè. Sao của mình gõ cho mình cái. Rồi chặt ha. Chặt. Rồi bắt đầu xả ra phần tư. À, phần tư. Rồi ok. Xong. Rồi, như vậy. Vậy là những cái kế tiếp nữa ha. Rồi bắt đầu chui vô cái kế tiếp cũng vô trong nữa các bạn. Thì các bạn lưu ý nè, khi cái này á, cái hai cái đầu này các bạn chỉnh là phải có cái kinh nghiệm nè. Chỉnh cái này bạn xả ra một phần tư á, một phần tư vòng á, thì cái kia bạn xả ra chỉ có nửa vòng thôi, nửa vòng thôi. Tự nhiên biết sao, khi thắng á, là hai cái bánh trước này nó ăn nhẹ hơn hai cái bánh sau, cho nên nó hai cái bánh sau nó ăn nó gịch. Nếu các bạn mà tha tăng cái bánh đầu này nè mà nó bằng vòng của cái bánh sau á, thì cái bánh sau nó ăn là hai cái bánh trước này nó nhảy ha, nó nhảy tưng lên á, nó không có đều. Thì các bạn lúc nào cũng vậy, tăng hai cái bánh đầu này lúc nào cũng hở hơn hai cái bánh sau một chút. Cái sau mình sẽ xả nửa vòng, cái ở trước mình xả một phần tư vòng đó vậy đó. Rồi mình sẽ chui vô tăng cái ở sau. Ai da, người to con quá cho nên chui vô mấy cái này nó hơi khó. Bạn lưu ý bố lâu ngày bạn tăng là phải gõ gõ mấy cái giò đá nè, đúng không, cho nó ra cái điều mà nó vô cái điều mà. Tất cả là dặn về bên phải đúng không các bạn, dặn về bên phải hết nha. Rồi. Nhanh lắm, tăng này tăng theo như mình đó là chỉ chưa đầy 5 phút là hết xong cái dặn bố à. Rồi không xả ra nửa vòng thôi. Rồi, bên này cũng vậy. Thank you.
tôi ra tiếp sau. Các bạn lưu ý là cái mọt á là mình sử dụng cái cờ lê, cái cờ chìa khóa 14 ha. Còn mình lên mình tăng cái đầu là cái chìa khóa 10 giờ tăng cái đầu là chìa khóa 12. Rồi mình sẽ xong cái mọt, vậy là xong rồi đó các bạn. Rồi mình lên căng cái đầu. Rồi cái đầu là để mình quay cho các bạn xem cái đầu là nó có cái con tán ở dưới đây nè ha. Nè. Thấy không? Con tán này là nó có khóa sẵn trong này. Mình dặn vô thì được, mà dặn ra thì nó có cái viên bi á, nó giữ lại. Cho nên mình dặn ra rất nặng, dặn vô đúng chiều á thì nó nhẹ, mà dặn ra là nó nặng. Cái này nó xài tăng tự động. Nhưng mà bây giờ lâu quá rồi, quá trình bảo dưỡng mở đồ này kia nọ thì nó bị chết cái tự động rồi, cho nên giờ mình phải tự tăng. Mình nó xe không còn tự động nữa thì mình tự động mình tăng hay các bạn. Ở đây mình sẽ tăng cho các bạn xem. Đó, thấy không? Các bạn thấy tăng vô quá thì nó nhẹ vậy nè, thấy không? Đó. Vô thì nó rất nhẹ. Rồi. Vì cái đầu cái này nó kéo, nó có dẫn theo, dẫn động theo cầu láp á, cho nên nó nặng tua hơn, cho nên mình xả ra cũng nửa vòng thôi ha các bạn, xả ra nửa vòng thôi. Đó là mình xả nè, các bạn nghe nè. Rồi nè, thấy không, nó có cái viên bi, cái hộp bi nó chặn ở trong đó, giống như cái viên bi chặn cái cục clip xe đạp vậy đó. Xong ha. Xe báo rồi mình nhấn máy tại. Đi thôi. Hết xe rồi. Xe. Có đâu qua đâu lấy nha. Mà giao không. Có tiền em đưa cho em không có đâu. Rồi. Cái mọt các bạn dặn qua bên phải là dặn siết vô ha, dặn qua bên trái là mở ra. Còn cái này cái nó dễ hơn, các bạn dặn vô mà nhẹ thì siết vô, mà nặng là mở ra ha các bạn ha. Rồi hai bánh sau rồi, còn hai bánh giữa nữa, làm hai bánh giữa cái nữa là xong. Ở trước cũng vậy các bạn ha. Một bánh nữa là xong thôi.
Rồi xong, ok. Xong. Một dàn xe. Các bạn lưu ý là xe đầu kéo á, mình đừng tăng bố cái đầu. Từ tăng bố cái đầu á, đôi khi mình thắng gấp á, nó không an toàn. Mình tăng bố dàn bánh cầu với dàn mọt thôi, còn bánh lái mình đừng có tăng. Nếu mà các bạn ấy thì các bạn cúp bánh lái này luôn, cúp bánh lái này luôn. Chứ tăng cái bánh đầu là nó đôi khi đi trời mưa đâu đó, thắng gấp á, trường hợp xảy ra thắng gấp á là nó không có an toàn nữa các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách tăng bố mà không cần đội mà đều nhất không. Rồi cảm ơn các bạn, chào các bạn nha. Bạn thấy hữu ích thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.